Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tin sáng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, dự kiến từ đầu năm 2018 tới đây thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thực hiện truy xuất thông tin đầy đủ từ khi heo sinh ra, quá trình chăn nuôi giết mổ cho tới khâu phân phối. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cách thức truy xuất ra sao thì còn phải bàn bạc cụ thể, Hiện Sở Công Thương cũng nhận được đề nghị hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kỹ thuật triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo tại 4 tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, trong công văn khẩn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi cho các sở ban ngành liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động chăn nuôi, thu gom, giết mổ, kinh doanh heo và thịt heo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cũng đã giao Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện hai giai đoạn 2 của đề án này được triển khai từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến nay, đề án nhân diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo mới thực hiện ở giai đoạn 1, tức giai đoạn từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Hiện nay ngoài thịt heo thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai việc truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm, thịt gia cầm, một số loại rau. Theo định hướng thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhân rộng việc thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc đối với nhiều thực phẩm khác. Con đường mang tính biểu tượng của London là phố Oxford có thể sẽ trở thành phố đi bộ vào tháng 12 năm 2018. Thị trưởng thành phố này ông Sadiq Khan hy vọng dự án này sẽ giúp giảm ô nhiễm khí thải ở trung tâm thành phố London. Dự án đưa phố mua sắm nổi tiếng nhất của London trở thành nơi dành riêng cho người đi bộ đã được đưa ra thảo luận cho đến ngày 17 tháng 12. Thị trưởng thành phố ông Sadiq Khan đã nhận được sự ủng hộ các nhà môi trường đối với một số chính sách trước đây của ông. Đáng chú ý nhất là vào tháng 10, khi ông giới thiệu Ticha, luật thu tiền đối với các phương tiện gây ô nhiễm nhiều nhất vào thành phố, sau đó khuyến khích người dân dùng xe buýt điện và bây giờ là dự án phố đi bộ. Ông kêu gọi người dân London ủng hộ kế hoạch của ông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện cùng với thời điểm mở đường ray mới của thành phố là Crossrail. Hai dự án này được hy vọng sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho nhiều người ra vào trung tâm thành phố. Với chiến lược muốn mở rộng hơn nữa thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực di động, thì mới đây tập đoàn sản xuất chip Broadcom đã đưa ra giá chào mua công ty sản xuất chip di động Qualcomm với giá 103 tỷ đô la Mỹ. Nếu thành công thì việc này sẽ dẫn tới một cuộc chiến lớn chưa từng thấy trong thị trường di động. Khi xu hướng xác nhập ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây, thì ông lớn trong lĩnh vực sản xuất chip là Broadcom đã tạo ra một cú hít mới trên thị trường với quyết định chào mua công ty sản xuất chip Qualcomm với giá là 103 tỷ đô la Mỹ Đại diện phía Rodcom cho hay họ sẽ tiến hành xem xét lại đề xuất này, cũng như làm thế nào để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông của Onecom. Tuy nhiên, phía Rodcom cho biết họ từ chối bình luận về khoản giá chào mua này, và lo ngại rằng các nhà làm luật sẽ không thông qua thương vụ này, hoặc sẽ phải mất thời gian dài chờ đợi. Theo các chuyên gia hiện tại, thì Whatcom đang rất muốn bán lại bởi vì cổ phiếu của hãng này đang trượt dốc, cho các vấn đề về kiện tụng với phía Apple. Theo Broadcom, thì nếu thương vụ này thực sự thành công, các cổ đông của anh Cơm sẽ nhận được 60 đô la Mỹ một cổ phiếu bằng tiền mặt, 30 đô la Mỹ một cổ phiếu trong số cổ phiếu của Broadcom. Nếu tính cả khoản nợ, giá mua lại OneCom của Broadcom sẽ lên đến là 130 tỷ đô la Mỹ. Mới đây thì các nhà khoa học đã phát hiện ra một không gian trống bí ẩn trong kim tự tháp Giza của Ai Cập. Đây là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại vẫn còn sót lại tới ngày này. Các nhà khoa học đã sử dụng một phương pháp hình ảnh dựa vào các tia chiếu vũ trụ và đã phát hiện ra một cấu trúc rất rộng lớn và bí ẩn bên trong kim tự tháp. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiếp tục khám phá xem sâu bên trong khu vực rộng lớn và bí ẩn này là gì. Khu vực này có chiều cao 30 m và nằm ngay phía dưới hành lang đi vào khu vực triển lãm Crick Gallery. Kim tự tháp Giza được xây dựng để làm lăng mộ cho triều đại vua Pharaon Khufu hơn 4.500 năm trước. Đây là lần đầu tiên một cấu trúc nội khu lớn được phát hiện trong kỳ tự tháp Giza kể từ thế kỷ 19. Giờ đây các nhà khoa học hy vọng bằng kỹ thuật scan không can thiệp vào bên trong sẽ có thể hé lộ nhiều bí mật của thế giới Ai Cập cổ đại. Mới đây, thì công ty thương mại dịch vụ Hoàng Zen đã tổ chức sự kiện ra mắt hai dòng sản phẩm mới của công ty, gồm sản phẩm cốm dinh dưỡng Extra Kit và sản phẩm dưỡng da Skin Food Plus. Biến ăn là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, là một trong những nguyên nhân hạn chế sự phát triển thể lực và trí lực của trẻ em. Extra Kids, cấm dinh dưỡng với công thức đột phá, là giải pháp hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng biến ăn. Cấm dinh dưỡng Extra Kids gồm hỗn hợp các men vi sinh và khoáng chất cần thiết như protein, digazim, vitamin B1, E, D, L-lysine, thymomodulin và nhiều dưỡng chất khác. Với công thức dinh dưỡng đa thế hệ mới Skin Food Plus, có thành phần chủ đạo là collagen peptide cùng với các hạt chất làm trắng da như L-glutathione, chiết xuất lô hội, vỏ cây thông đỏ, biotin và vitamin C, Skinfood Food Plus làm mờ vết nám và tàn nhang. Cụ thể xuất khẩu nhân điều đạt 294.000 tấn, tương đương 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,4% về số lượng và tăng 25,6% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2016. Trong đó thì Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc vẫn duy trì là ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 35%, 25% và 15% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. Theo kế hoạch xuất khẩu thì trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, cả năm 2017, toàn ngành phấn đấu xuất khẩu đạt số lượng là 330.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điều trên 3,3 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này thì năm 2017, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thị phần trên 50% tổng giá trị xuất khẩu nhân điều toàn cầu, khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2017 cũng là năm thứ 12 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí số 1 thế giới về chế biến xuất khẩu nhân điều. Năm 2018, Hiệp hội Điều Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp, khuyến khích sản xuất xanh và sạch hơn, chế biến sâu, phát triển thị trường nội địa và hỗ trợ xuất khẩu để đưa giá trị thương mại của toàn ngành lên khoảng 3,5 đến 3,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc thực hiện chương trình áp dụng cho phổ thông sách giáo khoa mới cần hơn một năm. Như vậy mới có thể đảm bảo được chất lượng, vì thế, thời gian áp dụng cho sách giáo khoa phổ thông sẽ bắt đầu thực hiện với khối tiểu học từ năm 2019-2020. Theo kế hoạch cũ, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2018-2019 với các lớp 1, 6 và 10 và tiếp theo với các khối lớp còn lại cho đến năm 2022-2023. Đồng thời, để tránh tình trạng tăng kinh phí, Quốc hội cũng đã xem xét cho phép triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo thứ tự như sau: 2019, 2020, 2020 đến năm 2021 và 2021 đến năm 2022. Như vậy với kế hoạch mới này, các trường sẽ có thêm thời gian thử nghiệm giảng dạy sách giáo khoa phổ thông mới, đào tạo giáo viên dạy các môn học mới chưa có trong chương trình. Thưa quý vị, trong phần trao đổi chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Phạm Duy Khanh là trưởng phòng môi giới khối khách hàng cá nhân của công ty chứng khoán HSC phòng giao dịch Lê Lai Hai. À, chúng ta thấy rằng là cái thị trường thì đã tiếp tục tăng tốc trong phiên ngày hôm qua và VN Index của chúng ta thì đã vượt được cái mốc 850 điểm. Vậy thì theo anh cái thời điểm này nếu như các nhà đầu tư họ còn ngần ngại, họ không đầu tư cái thời điểm này thì liệu rằng họ có vụt mất cái cơ hội của mình không? À, thị trường đã vượt 850 điểm thì hiện tại là đa số là nhà đầu tư đều cảm thấy có thể là rất hưng phấn rất là muốn mua nhưng mà đa số đều rất sợ hãi vì có thể là mua xong thì nó giảm tại vì nó đã tăng quá nhiều rồi đa số là chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn những cổ phiếu mà mang tính gọi là blue chip của thị trường để mà kéo điểm số lên nó không lan tỏa đến toàn thị trường được những cổ phiếu nhỏ thì cũng không thể mà tăng nên đa số đều muốn mua nhưng mà rất sợ hãi Tuy nhiên thì có thể là nếu mà bây giờ muốn mua thì có thể mình sẽ mua những cổ phiếu có cơ bản tốt, có tình hình hoạt động kinh doanh tăng trưởng thì tôi nghĩ đây là những cái cơ hội tốt để mà mua chứ không nên chờ đợi nữa rồi. Và chúng ta thấy là cái cổ phiếu VRE uh, đang tiếp tục thu hút cái sự quan tâm của các nhà đầu tư. Và trong cái không chỉ trong trong vòng chỉ trong vòng có một phiên thì khối ngoại họ đã mua tới gần 400 triệu cổ phiếu. Thế vậy thì anh đang đánh giá như thế nào về cái sức hút của nhóm cổ phiếu này? À về VRE thì về cơ bản là khá tốt. Trong doanh thu của 2016 đều là tăng 7% so với 2015. Về lợi nhuận thì tăng 31%. Hiện tại ở 40 tỉnh thành đều có trung tâm thương mại lớn của VRE đặt ở đó nên khối ngoại đều rất mong muốn để mà sở hữu cái cổ phiếu này hiện tại trên sàn hôm nay là không có không có giao dịch khớp lệnh luôn chỉ có giao dịch thỏa thuận thì cái mức độ nóng và mức độ nhà đầu tư săn đón nó rất là nhiều đó là cái lý do để mà nó càng ngày càng hot hơn nên nhà tư ngoại cứ tiếp tục săn đón và nhà đầu tư cá nhân cũng đặt mua liên tục nhưng mà rất là khó để mua thời điểm này và một cái nhóm cổ phiếu khác mà chúng tôi muốn nhắc đến là nhóm cổ phiếu dầu khí thì hiện nay cái nhóm này vẫn đang tăng khá tốt thế vậy thì anh theo anh khả năng cái nhóm này trong cái thời gian tới nó sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường như thế nào? theo tôi thì cổ phiếu dầu khí hiện tại thì đã tăng cũng được vài phiên. Tuy nhiên sắp tới tôi nghĩ là nó sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa vì những yếu tố như là OPEC sẽ cắt giảm giá dầu hay là tình hình Trung Đông rất là căng thẳng sẽ hỗ trợ cái giá dầu thế giới tăng trưởng. Mà khi giá dầu thế giới tăng lên thì những cái cổ phiếu dầu khí những công ty dầu khí sẽ có việc làm có được tình hình kết quả kinh doanh tốt hơn so với những thời điểm như năm ngoái là lỗ hay là không hoạt động được nên cổ phiếu dầu khí sắp tới tôi nghĩ là sẽ là tâm điểm của thị trường sắp tới và theo anh cái việc mà chỉ số index của chúng ta đã vượt mốc 850 điểm thì nó có ý nghĩa gì đối với thị trường cũng như cái tâm lý của các nhà đầu tư về ý nghĩa thị trường thì tôi nghĩ là tốt cho thị trường về hiện tại là Apec đang diễn ra ở Đà Nẵng và những nhà đầu tư ngoại hay là những à, tổ chức lớn sẽ đến việt nam để mà tham gia giao lưu để mà từ đó nhìn thị trường khoán việt nam nó nó gần hơn để mà từ đó có thể thấy là thị trường khoán việt nam là một thị trường khỏe thu hút được nhà đầu tư nước ngoài đến ừ, song song đó thì với cái điểm số cao này là sẽ giúp cho à, việc nâng hạng của thị trường từ à, thị trường cận biên sang thị trường tích cực hơn nữa thì từ đó là giúp giúp cho thị trường nhiều hơn có nghĩa là cái hình ảnh về cái thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đẹp hơn trong mắt của các nhà đầu tư mà. đúng rồi vâng xin cảm ơn anh và hy vọng rằng là với những cái thông tin anh vừa chia sẻ thì quý nhà đầu tư của chúng ta có thể cân nhắc để đầu tư thành công trên thị trường và thưa quý vị vừa rồi là một phần trao đổi ngắn với anh Phạm Duy Khanh là trưởng phòng môi giới khối khách hàng cá nhân phòng giao dịch Lê Lai 2 của công ty chứng khoán HSC và đến đây thì chương trình tinh sáng trên kênh FBC cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.